bên tay cái góc Cẩm Thị nè, mở lú nó lên nè. Ôm đá nữa nè. Cây này cổng rừng nha. Cây này quá bự luôn. Cũng gọi lắm cái này nè. Nó một khối trong đây luôn. Một đất rễ đế nữa nè. Dưới đây nó có rễ hoa nè. Cái này nặng khoảng con 100 kg nha mấy anh trai. Ăn trong rừng mà nó đóng bể cỡ này là hiếm lắm nha. Anh trai nào thiện chí cứ inbox cho mình nha. Giao lưu mấy anh trai cái này giá yêu thương cho mấy anh trai cho.